Wow, chợ châu bò nhiều chưa? Đấy, xin chào các bạn nhá, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ở trên kênh Tây Bắc TV1. Ngày hôm nay là ngày 29 tháng 3 dương lịch. Hôm nay thì Tây Bắc đi chợ phiên, đi chợ Lùng Phình. Và hôm nay thì có ghé qua chợ Bắc Hà nhé. Ôi, ở đây là người ta bán rất là nhiều châu bò này các bạn này. Đấy, mời các bạn đi khám phá trải nghiệm cùng với Tây Bắc trong phiên chợ ngày hôm nay nhé. Thì hiện tại Tây Bắc đang hoạt động trên hai kênh. Kênh thứ nhất là kênh Hải Bảo Thắng và kênh thứ hai là kênh Tây Bắc TV1. Đấy, ông bà cô dì chú bác nào mà chưa đăng ký kênh Hải Bảo Thắng thì nhớ cho qua kênh đấy để cho Hải xin một đăng ký kênh nhé các bạn nhé. Và nhiệm vụ ngày hôm nay thì đưa các bạn đi khám phá chợ châu, xem giá cả nó như thế nào các bạn, có tăng hay là xuống và nó đang dao động khoảng bao nhiêu. Buổi sáng thì Hải đi quay chợ phiên và bây giờ thì đi quay chợ châu. Thật sự là ngày hôm nay thì bây giờ thì cũng uống rượu rồi các bạn, nhưng mà không sao, sẽ cố gắng đi quay chia sẻ cho mọi người. Wow, ui trâu bò này. Bây giờ nó đang rơi vào khoảng 2 giờ chiều ngày 29 tháng 3 các bạn. Chúng ta sẽ đi tham khảo. Có nghĩa là người ta bây giờ mới bắt đầu đến chợ thôi. Tí nữa còn nhiều nữa các bạn. Và tí nữa mình sẽ trực tiếp cho các bạn xem. Ơi bò này. Không biết là cặp này bán chứ. Cặp này mua rồi anh. Cặp này khoảng bao nhiêu tiền anh? 22 triệu. Ok, cảm ơn anh nhé. Gặp mấy anh này đi chợ đi bán trâu bò suốt ngày. Cặp này 22 triệu, con mẹ đẹp phết nhỉ các bạn nhé. Đấy con này. Đấy. Cặp này đẹp mà các bạn. Đấy. Bò con. Rồi con bê các bạn. Con bê rất là đẹp. 22 triệu. Đấy, mình sẽ quay chia sẻ gọi là chi tiết cho các bạn xem rõ một tí. Đấy, con mẹ này thịt khá là chắc này các bạn này. Bò. Ôi, đừng 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 đến đây để đá mình. Bò là bò đá hoặc là bò húc các bạn. Tốt nhất là chúng ta không nên đứng đằng sau và đằng trước. Bởi vì là người ta nhắc đến bò là có câu bò đá hoặc là bò húc. Có nghĩa là nó đằng trước đằng sau để rất là nguy hiểm. Cặp này 22 triệu nhé cả nhà nhé. Rồi chúng ta sẽ đi xuống chợ phiên tiếp các bạn. Ở khu kia khá là đông. Say lắm rồi anh ạ. Và say. Ở dưới đông nhỉ. Chúng ta sẽ xuống dưới này xem nhé các bạn nhé. Xem nhiều hay không. Ồ, mấy bà chủ đi bán lợn ạ. À, bán trâu đây. Trâu. Đấy, trâu trên vùng cao các bạn. Chào anh nhá. Anh gạ đi anh. Anh gạ để em quay tí nữa. À, anh ấy đang xem cặp trâu này các bạn. Ô, cặp này ba mẹ con cả. Hai năm. Con kia là con dời chứ chị nhỉ? À con lớn à, con anh à? À có nghĩa là trâu gọi là ba mẹ con. Ba mẹ con đi chợ phiên các bạn. Mười một à. À, ví dụ như con này này các bạn này, người ta đang báo là 11 triệu. À, người mua đang trả dưới 10. À, chị chưa bán. Con này trên 1 tuổi đấy các bạn nhé. Con này bao tiền? Sếp Hưng ở Vĩnh Phúc. Làm việc đi anh. Từ từ vẫn cao ấy. Cao quá. Mình có quyền giả giá mà, nói gì. Đấy, chợ phiên các bạn, người ta đang xem trâu.
Đây một ông chủ lớn ở Vĩnh Phúc lên Buôn Châu. Bình thường thôi. Thôi cứ gọi chị, có chữ lớn là được rồi. Con trâu này người ta đang báo với giá là 11 nhé. Người mua đang trả với giá 10 các bạn. À dưới 10. Cái con này nó gầy được bao tiền? Ô, rất là nhiều người đang xem ạ. Con này bán cho mẹ. Bán cho mẹ. Thế là bán cặp này đi. Hai chị em nó làm một hát đi. Hai chị em. Đấy, hai chị em làm một hát đi. Đấy, ba cái đang xem các bạn. Con mẹ bao tiền? Một cặp thôi. Hai chị em một cặp bao tiền? Một cặp 25. Không thể làm bao cả được. À, có nghĩa là cao quá người ta chưa chốt được các bạn. Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Tây Bắc TV1. Đấy, chúng ta đang có mặt tại một cái phiên chợ rất là đặc sắc này, thú vị này và mộc mạc, phiên chợ Bắc Hà. Và ngày hôm nay thì ngày 29 tháng 3 các bạn, 2024. Đấy. Cô nhặt được nhiều chưa? À được một này à. Đấy. Rất là thú vị các bạn. Một phiên chợ rất là đặc sắc ở trên vùng cao. Đấy, cặp này người ta vẫn đang xem các bạn. Đấy. Cặp này thì có ba mẹ con nhé. Đấy, con nhỏ nhất thì người ta đang bán theo cặp, còn con to thì người ta đang báo là 11 triệu. Và người mua đang giả dưới 10 triệu mà chị chưa bán các bạn. 9 triệu rồi. Em không giả rẻ chị đâu, 9 triệu không giả rẻ chị đâu. Đấy, con đấy là người ta đang trả với giá 9 triệu các bạn. Đúng rồi, cái 11 thì chỉ nói đúng đây, ở đâu cũng có. Nhưng mà đúng ra cái giá đấy không có cân đâu mà chỉ nó gầy như này. Người ta vẫn đang xem nhé các bạn nhé. Người ta đang xem chốt đơn. Nói chung là phù hợp thì người ta sẽ lấy. Ví dụ như con này này, người ta đang báo là 11 triệu. Người mua đang giả với giá là dưới 10 triệu một tí, tầm 9 triệu. Nhưng mà chị chưa đồng ý các bạn. Mình không biết là người ta có chốt đơn thành công con này hay không, nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng đợi một tí nhé. Đấy, anh ấy đang xem. Đấy, bên này cũng có một con trâu này rất là đẹp nhé. Đấy, chắc thịt, con này hơi thấp một tí thôi nhưng mà cái độ thịt của nó rất là săn chắc. Và con này người ta đang báo là trên 30 triệu một tí các bạn. Đấy, có người trả 30 triệu, ba người chưa bán này. Ý chà, một con trâu tầm trung, rất là chắc. Đấy, thịt chắc các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy cái ngoại hình của nó này thì hơi thấp một tí thôi nhưng mà cái độ thương phẩm nó không thể cãi được các bạn. Nói chung là chất lượng thương phẩm quá là đẹp, quá là tốt, săn chắc các bạn. Con này cổ lên này. Đấy, bác này, trâu của bác này. Trâu này chắc nhỉ. Đấy, nhìn rất là đẹp ạ. Đẹp, ý mình nói là đẹp đây là để không phải là ngoại hình của nó đẹp mà đẹp về chất lượng và đẹp về độ thương phẩm của nó các bạn. Đấy, con này móng miếc là trâu vùng cao này, rất là gọn các bạn. Đấy, con đấy thì bác ấy đang báo là trên 30. Thôi, bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển tiếp nhé các bạn nhé.
cái cặp trâu kia thì người ta đang mặc cả chốt đơn nhưng mà chưa thành công. Chúng ta sẽ di chuyển tiếp trên chợ phiên. Đấy, phiên chợ Bắc Hà rất là đặc sắc, độc đáo quá ạ. Đấy, các bạn xem được video này thì nhớ cho mình xin một đăng ký kênh, một chia sẻ nhé. Hải sẽ cố gắng hết sức để chia sẻ phiên chợ ngày hôm nay cho các bạn. Đấy, bác này có hai con, nó cũng như kiểu ngang nhau này các bạn, chẳng tầm 30 triệu, trên 30 triệu một tí. Ô, hôm nay đi sớm thế? Mua được con nào chưa? Chưa. Đi xem trâu trọi hay là mua trâu thịt thôi? Xem trâu đấy. Mình á? Mình đi từ 4 giờ sáng, bây giờ vẫn ở đây, chưa về nhà. Hôm nay đi chợ Lồng Phình để quay trên kênh khác. Cắn cấu à? Có mày vậy? Cắn cấu ở mai. Mai có đi chứ? Đông người không? Hả? Đông người. Hôm nay mưa buổi sáng làm gì có đếch ai? Hỏi thử chưa? Mấy con này trên 30 triệu đúng không? Ba bà? Ba tư. Chốt là 32 á. Chốt là 32 triệu. Báo giá là 34. Nhưng mà trâu chất lượng nhỉ? Nhưng mà nếu mà trâu thương phẩm này là quá ngon rồi đúng không? Đúng rồi. Này chắc thì rồi. Hôm nay mình đi sớm không? Vừa đi mà. À vừa đi à? Lúc sáng nó mưa, rất là mưa các bạn. Sáng nay mưa to lắm. Đấy, các bạn mà xem trên kênh Hải và Thắng này, các bạn biết trời mưa như thế nào. Nhưng mà rất là vui khi buổi chiều ngày hôm nay thì còn nắng. Đấy, con trâu này, mấy con trâu này, nó hai con trâu này nó ngang nhau nhé. Và bác ấy đang báo là khoảng 34 triệu và giá mong muốn chốt là 33. Đấy, trâu chất lượng thương phẩm cực kỳ là tốt các bạn. Đấy, mặc dù là nó hơi thấp một tí nhưng mà chủ yếu là ở đây là người ta mua trâu thịt ý. Trâu thịt quan trọng về chất lượng thương phẩm là chính thôi. Đấy, chúng ta sẽ di chuyển sang bên kia nhé các bạn nhé. Đây, các anh ấy ngồi bán rất là nhiều này các bạn này. Đấy, nhiều trâu chưa? Rất tiếc là mình không phải là thương buôn, thương lái. Chủ yếu là mục đích của mình đi quay chia sẻ cho mọi người thôi. Đấy, vì cộng đồng, vì mọi người xem. Mình sẽ cố gắng quay chi tiết cụ thể hơn nữa. Đây, bác này có ba con nghé, nó kiểu hơn nhau 1 8 1 10 thôi. Đấy, những con nghé này chắc chắn là phải trên 10 triệu rồi. Hình như là chú này nhìn con quen này, suốt ngày đi chợ cũng nhìn quen lắm. Ví dụ con này, những con này nó hơn 1 tuổi nhé các bạn nhé. Mười mấy anh? 16 à. Con này chắc thịt. Đấy, những con này tầm 16, 17, 18 các bạn. Đấy, tầm đấy. Đấy, các bạn nhìn con nghé chắc thịt không? Con này nuôi được mà, ví dụ xét về nghé giống thì con này đạt khoảng 60% về tốc độ đẹp, tốc độ chuẩn. Còn về nghé thương phẩm thì là hàng xô, có nghĩa là hàng phổ thông. Và còn những con này bác ấy đang báo, ví dụ như con này 16 triệu, ví dụ con kia nó to hơn thì 16, 17. Đấy, lệch nhau khoảng một ít các bạn. Đấy, phiên chợ ngày hôm nay cực kỳ là đông các bạn. Đây, trâu nhỏ này, cứ tầm 16, 17 triệu rất là nhiều. Người ta đi bán trâu. Mình cũng định tính nghề buôn trâu ấy các bạn, nhưng mà không có duyên. Đấy. Đi buôn trâu này không phải đơn giản đâu các bạn. Lúc thì được, lúc thì thậm chí là âm cả tiền trâu đấy. Không phải là đơn giản đâu, lúc giá nó, ví dụ mình mua này ở trên bản nó cao ấy, xong đi chợ phiên là giá lại không được, nhiều khi là lỗ, âm cả tiền nhà đấy đấy. Nghề gì cũng vậy các bạn, chứ không phải là cứ buôn là có lãi đâu. Thậm chí là còn âm cả tiền nhà, mang đi chợ đi bán còn âm cả tiền nhà. Đây, trâu cái. Thôi bà hôm nay đi sớm thế. Vâng. Thôi chúng ta sẽ đi vòng quanh nhé các bạn nhé. Đi đến chỗ nào người ta giao dịch thì mình sẽ hỏi cho các bạn. Tính của mình ấy thì thường thường là mình cũng ít hỏi lắm. Nhưng mà cái chỗ nào người ta giao dịch ấy thì người ta sẽ
sẽ báo cái giá chuẩn hơn. Nhiều khi mình đi hỏi người ta nói với giá là cao hoặc là không đúng, nên thường thường là mình ít đi hỏi giá thực tế. Bởi vì là mình cứ đến chỗ nào người ta giao dịch ấy, hoặc là mặc cả thì lúc đấy là giá nó sẽ chuẩn các bạn. Ba bảy. Vâng, vậy em biết rồi, em nghe được mà. Ví dụ con trâu này như béo như thế này các bạn. Con này dáng thấp này, béo này, cổ lên này. Đấy, chất lượng thương phẩm cũng khá là tốt. Người ta đang báo giá là 37 triệu. Đấy là chưa chốt nhá. Giá người ta đưa ra để tham khảo giá cả thôi. Đây những con nghé, nghé đây này. Ở đây là có hai con nghé, nghé cái này, con này con cái này, cái dòng gì các bạn. Đây con này, con trắng bên này là con đực này, con này con cái này, và đây chắc chắn là thuộc những dòng gì rồi. Đấy, các bạn nhìn thì các bạn cũng biết, và những cái dòng này người ta đang báo là 14 triệu. Đây là báo giá. Ôi, bây giờ là mới rơi vào buổi chiều tầm 2 giờ 2 rưỡi các bạn, mà người ta họp cũng khá là đông, rất là nhiều. Và tầm nếu mà thời điểm đỉnh điểm ấy, mình nghĩ là rơi vào tầm 5 giờ chiều là cái thời điểm đấy là đỉnh điểm, là trâu nhiều nhất. Dạo này gần đây thì các bác chuyển sang thứ sáu rồi, chiều thứ sáu rồi. Còn sang hôm chủ nhật ấy, thì đến 8 giờ cũng có, nhưng mà đến 8 giờ là người ta đã tan hết rồi. Vì vậy mà mình phải đi quay trước một hôm, đi rất là sớm. Rồi chúng ta sẽ di chuyển tiếp nha các bạn nhé. Ôi, đây con nghé, nghé cái này. Con này già này nhỉ. Đây, nghé cái nhưng mà nó nhiều tuổi rồi. So với lứa tuổi của nó, bình quân một con nghé giống ý, hoặc là con nghé thì tầm to như thế này thì nó sẽ không như thế này, sừng nó cũng ra không dài như thế này. Nhưng mà con này thuộc giống di, sừng nó khá là dài và nó cũng phải rơi vào tầm 2 tuổi, hơn 2 tuổi một tí rồi. Và cái tầm đấy thì người ta cũng chỉ báo là 14-15 chẳng hạn như vậy. Wow, phiên chợ nhiều quá. Oh, ôi bẩn nhỉ. Tại vì là buổi sáng ngày hôm nay mưa rất là to các bạn, nên bây giờ là cái lền xây nhưng mà rất là bẩn. Đấy, may là bây giờ nó lắng rồi đấy, chứ không nó mưa thì bẩn lắm. Ở đây này các bạn này, ví dụ như là ở đây là có một con trâu đỏ, không phải là trâu đỏ, có nghĩa là trâu người ta nhốt chuồng và da của nó màu đỏ. Và với những con này là người ta đang báo là 20-25. Dáng thấp, trâu thịt các bạn, đây là dòng trâu thịt thôi. Nói chung là chợ phiên thì đa số là dòng trâu thịt là nhiều các bạn, chứ trâu trọi thì hiếm lắm. Thỉnh thoảng có một hai con nó xuất đẹp hoặc là... Ôi trời mưa bẩn quá các bạn. Rồi, chúng ta sẽ di chuyển nha các bạn nhé. Một em trâu cái các bạn. Đấy, con này người ta đang báo với giá là 17.500.000. Thế 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 th
cho đi xem bọn. Đấy để cho được thì để chị. Sân. Mua ông hủ mua ấy rồi. Có biết rồi. Chỗ cài. Không cao đâu. Không gì khác đâu. Nó có than mông có. Ông có vẻ không chống trượt cái là có hết. Chống trượt mãi rồi. Cứ phải chống trượt đó bạn. Cái gì cái cứ phải chống trượt. Chống loại gì đấy. Sau cái. Nốt cho ông ấy. Hả? Đô. Mẹ đắt rồi. 17 triệu nó có phải ấy đâu rồi, rồi đòn 18 rồi ai lấy hết. Con à, tay vui vẻ. Vâng. Em vừa đi chợ Lồng Phình ướt hết rồi. May về đây lắng một tí nó khô ấy. Xít rồi, một con trâu đã được về với chủ mới các bạn. À anh này tên là Toàn này. Toàn tay to nhất chợ. Toàn tay to. Số bao nhiêu? Số bao nhiêu? Đấy, người ta ghi con số 9 có nghĩa là người ta mua được 9 con này các bạn. Ở đây đó. Nhưng mà anh Toàn ở Vĩnh Phúc không? Gần. À gần Vĩnh Phúc à? Anh đã mua được con thứ 9 này nhé các bạn nhé. 9 nào, mười mấy rồi, 9 là 9 xe thứ 3 thôi. 9 xe thứ 3. Ôi con trâu này sừng này. Sừng vảnh nhưng mà bản sừng hơi bé nhỉ. Đấy, con. Nói chung là dòng trâu thịt thôi các bạn, đi xem chợ chơi thôi. Ôi, chợ càng ngày càng đông các bạn, người ta chở đến rất là nhiều. Mình sẽ cố gắng đi xem có con trâu nào dòng trâu to không nhá, dòng trâu chơi không. Đấy, tìm những con mà nó tướng chơi một tí hoặc là to nhất nhất phiên chợ các bạn. Đấy, xe người ta bây giờ là vẫn tiếp tục chở trâu đến. Đông nhờ các bạn nhỉ, mấy ngày đầu giờ chiều nên mà rất là nhiều, số lượng trâu bò rất là nhiều. Ấy hình như là ngoài kia có một con to, to nhất phiên chợ phiên ngày hôm nay này. Ôi, con này sừng to nhỉ, đây bản sừng to chưa các bạn. Ấy. Đấy các bạn nhìn này, đấy. Nhưng mà chưa phải to nhất chợ. Ngày hôm nay thì mình chưa thấy là con nào nổi trội đặc biệt nhỉ. Chưa đến, tí nữa sẽ đến. Ê con này này các bạn này. Con này sừng ác nha. Ôi bác này có con nghe đẹp thế. Nhưng mà dáng hơi thấp tí nhỉ. Đấy, một con nghe cái rất là béo. Cổ to. Cái đặc điểm con này thì hơi thấp một tí. Đây, chắc là mấy con này là hầu như là to nhất phiên chợ đấy các bạn. Đây, con này cũng to này, sừng to này các bạn. Đây. Con này cô Thủy báo bao nhiêu cô Thủy? 38 à, sừng này. Đấy. Nói chung là dòng. Hôm nay có mang đi không ạ? À? Không có ai rất hợp. À, nhà cô ấy bán rất là nhiều. Nhưng mà cô có bao giờ bán trâu online không? Có nghĩa là người ta bán qua mạng ấy. Cô bán qua mạng bao giờ chưa? À. Nhưng mà ví dụ người ta muốn muốn tham khảo thì cô có số nào không? Để cháu giới thiệu cho. Số cô Zalo bao nhiêu? Không nhớ à? À không biết à? Thế bán Zalo người ta phải có số mới bán được online chứ. À chồng có con có nhưng mà mình không có đúng không? Con này bao nhiêu ấy chị ơi? 38 triệu. Đây, chúng ta sẽ test theo một bác chuyên trâu ấy. Chưa dám đúng không? Chưa dám. Và chưa dám. To hơn không? Với bình thường thôi. To hơn nhà 4 5 con. Đây.
Con này thì cô đang báo với giá là 38 triệu nha các bạn nhé. Chúng ta đang ở một cái phiên chợ rất là đặc sắc ở trên vùng cao các bạn. Một cái phiên chợ bậc nhất Tây Bắc về chợ trâu. Đây, những con trâu to. Lâu lắm rồi mình chưa nhìn thấy những con trâu trọi mà đáng chú ý các bạn. Đấy, những con này thì gọi là trâu thương phẩm thôi nhưng mà nhìn nó cũng đẹp. Đấy, thịt chắc. À, và nhà cô thì nuôi rất là nhiều trâu nhưng mà kiểu cô không có người đi dắt để bán ấy, bởi vì là một người chỉ cầm được một hoặc là đến hai ba con thôi, chứ cầm những con to là phải một mình một con các bạn, bởi vì là trâu to mà đến đây thì nó cùng với một số con trâu đực khác ấy, nó rất là manh động và có khi là nó lao luôn, rất là nguy hiểm. Đây, chợ phiên các bạn, đông vui nhộn nhịp nhỉ. Sao lúc nào cháu mới phải gặp với cô vậy? Phải vía đấy. Phải vía nhỉ? Hy vọng là cô cháu mình không có vía với nhau. Trêu vậy thôi các bạn, trêu cho nó vui. Trêu vui nhá. Tao biết thừa rồi. Tao biết thừa. Theo như mình là một phiên chợ ngày hôm nay là con này là to, con này là to nhất này. Đấy. Không biết là mắt mình các bạn như thế nào, nhưng đối với mình hiện tại bây giờ là con này là to nhất. Đấy, xem con to. Con to nhất là bây giờ là người ta báo bao nhiêu? Bởi vì là mình ôi, lông của nó này rậm này. Thường thường là những con trâu mà lông nó rậm đen cứng, nó như kiểu dễ che, nhưng con đấy là sức đề kháng rất là tốt, gọi là sức khỏe tốt, chịu đựng tốt các bạn. Con này có chú bốn mấy chú? Ba mấy thôi. Điều con kia đã 38 rồi, con này to hơn. Chú cứ nói thật đi để cho bán online phát. 37 á? À. Các bạn nào mua thì cứ comment nhé, trên chợ rất là nhiều. Con to này chú báo có 37, sao rẻ thế nhỉ? Mình mua được rẻ thì bán rẻ thôi. À, mua rẻ bán rẻ. Con trâu sừng rất là to. Cái bản sừng to và rộng, nó dang rộng. Con này chú ấy đang báo với giá là 37 triệu, con bên cạnh là 38 triệu. Con cô Thủy đội lón kìa, 38 triệu. Một cái phiên chợ khá là mộc mạc, giản dị ở trên vùng cao nhé các bạn nhé. Nếu mà các bạn xem video thì được video của Hải thì các bạn nhớ cho Hải xin một đăng ký kênh, một like và một chia sẻ để Hải có nghị lực đi quay chia sẻ cho ông bà cô dì chú bác tiếp nhé. Đây người ta cho ăn ngô này các bạn, lõi ngô, ngô nó ngọt đấy, trâu cũng thích ăn các bạn. Nhìn nó ăn ngon nhỉ, cảm giác nó nhai thích thật đấy. Đây này, mình ước gì nhà mình cũng có một cái đồi hoặc là một cái trang trại nào đó để nuôi những con lợn này, con trâu, con dê, con bò. Nhưng mà rất tiếc là nhà mình bước ra khỏi đường, khỏi cửa nhà phát là đường cái luôn, nên không nuôi được con gì, kể cả gà. Gà mà để đi ăn thì cũng phải mua ở chợ các bạn. Nói chung là ở thành phố thì mua nuôi những con vật nuôi thì rất là khó, không có đất các bạn. Đấy, nhìn con trâu ăn thích nhỉ, cảm giác nó ăn ngon đấy các bạn. Ăn ngô này nó béo nhá các bạn nhé, ngô rất là nhiều chất dinh dưỡng. À, ok các bạn nhé, có lẽ là video của mình xin tạm dừng ở đây. Tạm dừng hơi sớm ấy. Chúng ta sẽ gặp nhau vào, không có video nối tiếp mà. Chúng ta sẽ gặp nhau vào video tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký ủng hộ cho mình, xin một đăng ký kênh, một like và một chia sẻ nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau ở video tiếp theo.